Gần 2 năm kể từ khi xuất hiện, COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 23.000 người Việt. Họ ra đi trong sự cô đơn, không một lời từ biệt, không có người thân bên cạnh lúc đau đớn nhất. Còn với những người ở lại, nỗi đau mất người thân cũng chưa thể nào nguôi ngoai. Đây cũng là nỗi đau chung của cả dân tộc. Vì vậy, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh quyết định tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sĩ hy sinh tử vong trong đại dịch COVID-19 vào tối ngày 19 tháng 11 năm 2021 để tưởng niệm những người không may qua đời vì dịch COVID-19, thể hiện sự chia sẻ, động viên trước những đau thương, mất mát của gia đình mất đi người thân, động viên tinh thần các lực lượng đã và đang cống hiến vì sức khỏe cộng đồng, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong tham gia phòng chống dịch COVID-19, khích lệ tinh thần đại đoàn kết, ý chí quật cường của toàn dân tộc, vượt qua khó khăn, thách thức, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Buổi lễ sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 19 tháng 11 năm 2021 ở Dinh Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và Công viên Thống Nhất Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. Cùng thời gian trên, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn sẽ đánh chuông, các tàu thuyền xà lan đậu tại các cảng kéo còi tưởng niệm, người dân tắt đèn và thắp nến tại các nơi công cộng, đường đi bộ, công viên, khu dân cư, căn hộ, khách sạn, văn phòng và nhà dân. Đây cũng là lúc chúng ta cùng lắng lại sau những ngày đen tối nhất trong cơn bão COVID-19, xem mất mát này là động lực để chăm lo cho những người ở lại, đồng thời tự nhắc nhở bản thân phải tự giác, nghiêm túc chấp hành các quy định phòng chống dịch để bảo vệ chính mình, bảo vệ những người xung quanh và cả cộng đồng khỏi kẻ thù vô hình mang tên COVID-19.